Sống ở khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bà Lê Thị Trinh, 80 tuổi, khá bất ngờ khi được mời nhận quà an sinh xã hội. Tôi là nghèo, và cháu này đặc biệt, là tâm thần đặc biệt, thì có người trông. Giờ già rồi làm không được, mà người thừa giờ xã hội, giờ lại bị là coi như virus thế này, là mẹ cũng rất buồn. Mẹ muốn mau chống virus mau nên là cho hết đi để mà. Cùng ngày 19 tháng 9 năm 2021, bà Phạm Thị Lan, khu phố trưởng khu phố 4, phường 2, thành phố Đông Hà đã đứng ra nhận giúp hàng chục suất quà của bà con đang sống trong khu phong tỏa trên đường Kim Đồng. Bà Lan đã xúc động thay mặt người dân cảm ơn sự động viên về vật chất lẫn tinh thần của những bạn trẻ áo xanh. Thực ra mà nói là cái đoàn phong tỏa này của khu phố thuộc phường 2 chúng tôi là đa số là rất bà con rất là vất vả, chủ yếu là làm mà đang còn nửa nông nghiệp nửa bán chợ, cho nên là thu nhập kinh tế thấp. Việc mà được cấp trên được các cái nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc men vào thì thật là quý hóa và rất là kịp thời. Trong ngày đi trao tặng quà hưởng ứng chương trình Triệu Túi An Sinh do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, chị Trần Thị Thu, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, khi dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Đông Hà, việc triển khai giãn cách theo chỉ thị 16 là rất khẩn trương, gấp gáp. Nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị đầy đủ về lương thực, thực phẩm, cũng như một số loại thuốc men để điều trị các loại bệnh thông thường trong gia đình. Túi thuốc và túi quà ăn xin này, em với mong muốn của đoàn thanh niên là giúp cho bà con yên tâm thực hiện các cái quy định giãn cách của thành phố để chấp hành sớm đẩy lùi dịch bệnh. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn để tiếp tục vận động các cái nguồn lực để thực hiện các cái túi quà an sinh cũng như là túi thuốc an sinh, và đặc biệt thì sẽ triển khai kêu gọi các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh vận động và quyên góp những cái nguồn lực có sẵn của nông dân và thanh niên địa phương để mà tạo nên các cái túi quà túi an sinh để hỗ trợ cho bà con nhân dân các cái khu vực cách ly phong tỏa và thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Ngày thứ hai, thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức đi trao hơn 200 túi quà, trong đó có 100 túi quà thực phẩm an sinh, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu dùng trong một tuần, và 100 túi thuốc an sinh, bao gồm danh mục 6 loại thuốc phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các loại thuốc thông thường dùng trong gia đình cho 100 hộ dân. Số quà này đã được chuyển đến tận nhà các hộ dân ở 3 khu vực được phong tỏa của thành phố và hàng chục nhà dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.